Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thức phim hôm qua thì cô bác, anh chị cũng đã biết rồi, có một cái kẻ gian không biết là ai đi vào phá hoại cái lán của anh thợ, cũng như là trộm đồ đạc của anh thợ đi ra một chút thôi. Và rất là may là cái phần vật liệu thì không có bị ảnh hưởng cái gì hết cô bác ạ. Anh người ta thì trộm mà những thứ ấy để đi mang đi bán kịp thời thôi. Hôm qua thì cháu Lực đi xuống huyện, đi xuống xá để mà hỏi thì người ta cũng chưa thấy có thông tin nào là dân bản ai đi bán cả cô bác. Những cái bình ga như này thì có một số nhà thì có, cho nên là không biết đường nào mà đi tìm cả cô bác ạ. Đến thời điểm hiện tại thì Si với lại Sắt Pro thì hôm nay cháu Lực mới lấy được vào cô bác. Hôm qua thì cháu Lực có bảo với bạn Trình và bạn Trình có chuyển cho cháu Lực là 10 triệu. Tổng tất cả cái số tiền mà bạn Trình chuyển cho cháu Lực, hai chuyến vật liệu, chuyến đầu là 45 triệu. Là bao nhiêu ấy cô bác thì cháu Lực cũng chưa có nắm rõ cho là mấy. Bây giờ thì hiện tại là cũng quên mất rồi. Bây giờ cháu Lực phải xem lại một chút đó. Chuyến đầu thì bạn Trình có chuyển cho cháu Lực là 45 triệu. Còn chuyến hôm qua thì cháu Lực cũng có nhắn tin cho bạn Trình nói rằng là bây giờ cần mua thêm C với lại Pro với lại thêm chút sắt nữa để mà làm cái bàn thái ở cái phần bếp ấy cô bác. Đợt đầu thì bạn Trình chuyển cho Lực là 45.445.000. Và hôm qua thì bạn Trình có chuyển cho Lực là 10 triệu nữa. Tổng tất cả mà cháu Lực nhận được tiền của bạn Trình là để mà trả tiền vật liệu được 55.445.000 các bác. Còn nếu mà các bác theo dõi được những cái phim thì cũng đã nắm được rõ được là cái tiền quý của bạn Trình cầm là bao nhiêu, của cháu Lực cầm là bao nhiêu nữa các bác. Thế bây giờ thì không mọi thì cháu Lực chưa có tính là đến cái phần đổ nền nó rơi vào nhiều thế các bác, cho nên là hiện tại là cháu Lực lấy thêm hai túi xi nữa. Cái xi thì hôm nay thì anh kia cũng đã trở lên cho cháu Lực rồi các bác. Còn tấm lợp thì hiện tại là đang ở cái phần dưới nhà thì của cháu Lực ở dưới kia. Cái xi này thì cháu Lực chỉ lấy lên được lấy lên thêm 2 tấn nữa là đủ rồi các bác, tại vì cháu Lực cũng chưa có dám lấy lên nhiều cả. Vừa rồi thì mấy anh em trở lên đây cho cháu Lực thì thành ra là chưa có che phần bạt này lại các bác. Bây giờ thì cháu Lực phải che bạt này lại trước đó. Bây giờ thì phải là trời nắng thì mới trở được vào được các bác này. Mưa như hôm nay thì đi xe máy đi ra đến kia còn đi khó, thì không chỉ là mình trở thêm những cái bao xi măng. Bao xi măng này nó rơi vào tầm độ là 3-4-50 tấn đúng không? Cái bạt này thì cháu Lực cũng mua bạt dày dày một chút thôi các bác nhé, để cho nó tránh cái trường hợp là nó mưa. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì bây giờ đang là độ tầm 10 giờ trưa đúng không các bác? Thì sương mù nhìn như kiểu là tầm 6 giờ tối, 7 giờ tối rồi các bác. Sương mù rất là dày đặc luôn. Ở chỗ trên nhà của ba ông cháu này thì còn hay mưa phùn nữa. Không biết là bác này là đi đâu đây. Đi đây tà má. Đi đây này. Hả? Không nhau không nhau này. Đang đây mới kéo mẹ bác này dưới. Ô nào kéo à. Nào kéo à ba. À, hôm nay thì Tịnh vừa bảo đưa cho bà ít kẹo nhưng mà cũng hết mất rồi cô bác. Ba là ba dân ba đây bác. Thì toàn thuê lán răng níu không? Đấy, vừa rồi cháu Lực cũng đã dặn là ba bảo là hộ cháu Lực thì xin được một chút.
Ở đây thì bà con thì rất là thân thiện, thành ra là mình nhờ vả là người ta chỉ có được, chỉ có sợ là những cái điều mà người ta chơi xấu mình như cái thước phim hôm qua thôi. Hiện tại thì hôm qua thì anh Vinh có đi vào phần nhà mới của em Sử là ngủ tại đấy thôi. Đấy, ngày thì chưa thể làm được thì các anh lại di chuyển đi về. Tối thì anh Vinh lại lên trong của bác, sợ rằng là có ai vào lại tiếp tục phá hoại tiếp. Cái phần bạc thiếu ngọ là cháu Lực không qua lên thì anh Vinh bảo không cần mua nữa, cho nên là cháu Lực cũng chưa có mua. Đấy, chuyển hết mọi cái đi vào nhà phòng, một cái phòng ngủ tạm trước đã. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi hết video và cùng anh em mà cháu Lực đi vào cái ngôi nhà mới của ba ông cháu. Đường mọi cái thì phải nói là đi rất là khó các bác ạ, đến thời điểm mưa được cả 3 ngày hôm nay. Đấy, một tí nữa cháu Lực sẽ vừa đi và vừa ghi hình luôn các bác. Đấy, nếu mà như mà hôm nay mà trời tạnh tạnh một chút đấy thì cháu Lực có thể là chở xi này vào được. Xi phần xi này thì hiện tại là có 2 tấn thôi, cho nên là cháu Lực có thể dùng xe máy để chở. Xe máy của cháu Lực là để chở đúng không bác? Bây giờ thanh niên ở làng của Sử thì hầu như là ai cũng đi làm hết rồi. Một cái mùa Tết mà cũng sắp đến, cho nên là anh em lại phải đi làm xa để lặn lội kiếm được cả đồng tiền về các bác. Còn là bây giờ thì xin mời tất cả các bác anh chị đã cùng theo dõi hết video ạ. Đấy, bây giờ thì hiện tại là hai anh em đã đến
cái chỗ đường mà mấy anh em hay để xuống, đi xuống dưới nhà của ba cháu tôi cô bác. Thế còn là bây giờ thì cháu Lực với lại bạn Hiệu là sẽ đi xuống đấy xem là có khi là hôm nay cháu Lực đi xuống sẽ tí nữa thì cùng bạn Hiệu với lại em Sử là đào thêm cái ránh ở cái phần bên trên ngôi nhà nữa cô bác. Ê, mưa thì không có mưa to cô bác, mà chỉ mưa rào thôi, mưa rào mấy hôm nay rồi. Mưa từ sáng đến chiều luôn, chưa có thể tạnh lúc nào. Có khi là thời tiết nó đang chuẩn bị rơi vào mùa đông cho nên là nó mưa như vậy đúng không cô bác? Anh em đội thợ thì vừa rồi thì chắc là đi về rồi cô bác ạ. Sáng sớm nay lên mưa quá ấy. Đáng lẽ là nếu mà như hôm nọ là hoàn thiện là chắc là cái phần ở công trình phụ trước thì đến thời điểm hiện tại thì có thể là mình chắt được ở phần phía bên ngoài rồi. Đây có thể là một tí nữa sẽ gọi em Sử lên và cùng xem lại đào ránh ở phần sâu nhà này, sợ đào ránh ở xung quanh nhà này và sau nữa thì cháu Lực sẽ để cái tách của nhà ba ông cháu ở đây luôn cô bác, ở tại chỗ này luôn thì đổ một lớp đổ một chỗ nền bê tông này. Hay nếu mà bây giờ bỏ mũ ra mà ở trên đầu là nó như kiểu là như kiểu có tuyết đấy cô bác. Sử lên đây à? Sử đây rồi à? Đang ngủ à? Anh thợ là đi về rồi à? Ngủ đây à? Anh cắt tóc lại đẹp hết nhỉ? Đùa đâu. Chào con bà đi. Chào Sử, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm qua không biết ai về phá được Sử biết chưa? Không biết à? Hôm qua thì có một sự việc mà kẻ gian là đi vào phá cái túp lều của mấy anh nhà thợ của bác này. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã chia sẻ cái thức phiêu trước rồi. Ở phần nền thì hôm qua cũng được là cháu Lực với lại em Hải là dọn dẹp lại của bác này. Bây giờ thì nếu mà mình lau qua một lần hết cái nước xi của nó ở đây thì hầu như là nó không còn bị dính xi động lại các bác nhé. Ở đây thì nó chỉ là cái bụi bẩn của xi thôi. Tối qua thì các anh thợ dọn vào đây ngủ các bác, do là vào trong đây ngủ là hình như là không có cái ổ điện vào đây ấy. Thì các anh thợ lại phải dọn đi vào trong lán để ngủ. Cái phòng thì lâu qua mọi cái thì sạch xà bông luôn các bác. Mấy các anh thợ là lại đi về rồi Sử? Vâng. Nếu mà như mà hôm nọ mà mấy anh em thợ mà hoàn thiện ở cái phần bên ngoài trước này cô bác này, có thể là hôm nay là vẫn làm được ở phần bên trong nhà. Nhưng mà bây giờ do là mưa dài ngày quá, mình không dám chắt đi cô bác. Nếu mà bây giờ chắt thì sợ là nó sẽ bị trôi. Thành ra là mưa phùn như này thì hiện tại thì có thể làm được, nhưng mà đến đêm thì lại mưa rất là to cô bác. Thành ra là sợ là sau này nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ bị nứt tường ấy. Không có dám xây. Nguy hiểm đâm vào chân ấy. Để lên cao một chút. Bây giờ thì Sử đi lấy cuốc nhá, cái xẻng nhá. Anh lấy em dao đi, anh em đi phát qua chỗ kia một chút để anh em mình... Đúng chưa? Ở đây, xẻng lên. Anh cho cái xẻng lên. Anh cho cái xẻng lên, xẻng lên nó xì nặng quá. Ở đây thì mấy hôm nữa thì cháu Lực sẽ đặt lại cái tách ở đây cũng đang nhá. Đấy, bây giờ thì hai anh em cũng phải dọn dẹp lại chúng đây con một chút. Đây thì hôm qua hôm kia là em Hải em mới dọn lên chỗ này, nhưng mà do chưa khô là chưa có đốt được. Mình để đây cho chứ Hải à, Sử. Để đây để mình để lên trên tảng đá này. Còn ở bên kia thì nó tắt nữa. Xem này. Đây là để có khi để Sử thích mình để trên này không? Để trên này nhá. Rồi để mình dọn tay ra đó.
Nào, Sứ ơi, anh về nhá. Anh, nhớ kể ra. Anh to anh đấy. Ôi, từ, đấy rồi. Xe máy không có đi được. Để đến trên này nhá. Đấy còn ống nước thì sau này lúc mà dần hoàn thiện ngôi nhà của bác thì sẽ bên trên. Ở trên kia thì có nguồn nước nào không? Không có đâu. Không có á? Đây là nước không sạch á? Ở đây trên này có nguồn đây đúng không? Cái nguồn nước này. Cái nguồn nước nhà ở trên này kéo lên ra. Kéo kìa, cái ống kìa. Thế Sử là thử xem là có cái nguồn nước nào sạch không nhá. Thì là để hôm nào anh mua ống nhựa lên là kéo. Chứ còn ở dưới này thì có một nguồn ở nhà 36 các bác. Nhưng mà mình phải mua cái máy hút. Cái máy hút nước ấy thì lên mấy nó hút được lên trên. Để mình kia tí mình sửa sau. Để lên trên này chứ, để trên này chứ. Để trên này mình đào rộng ra này. Đấy. Xong tí. Đây bây giờ thì mình đào qua, đào cho nó phẳng thì mấy nữa mình lại đổ xi măng mà thì nó mới trụ được. Dưới là dao nhá. Cái đào mình đào cho nó phẳng phẳng thôi thì mình mới để được cái tách. Cái phần là cái tách thì có lúc sẽ để ở trên này các bác. Để cho nó cao lên, cao hơn nó có áp suất nó đẩy xuống nhà vệ sinh. Ông ơi, ở nhà không? Có à? Ây da. Đất này mình phải xúc nó ra hết nha. Xúc nó xuống hết nha. Đất này mình lấy nguyên cái đất cứng của nó rồi. Mình không lấy cái đất ra không hiểu chi chọc nó hết chưa. Vào đây này. Thời tiết mấy hôm nay mưa lâu Sử nhỉ? Vâng. Mưa mấy hôm rồi. Bây giờ thì cái phần máy tôn xanh ấy các bác. Rồi thời gian mưa lâu ngày quá thì cũng rửa hết cái lớp bụi của nó đi rồi. Hay không à? Dạ. Cái này mình đào sát sát bên này cũng được rồi nhỉ? Thằng dưới xuống nhá. Cái xẻng này như là cũng yếu rồi nhỉ? Mình xúc cái này nó cong cong rồi này. Từ anh chạy lấy cái xẻng kia về đây. Xẻng yếu quá. Cầm cua đi. Hả? Cầm cái cua này dưới kia. Dưới cái cua? Ok.
Thế bây giờ chưa mưa thì anh em mình tranh thủ là làm nhanh lên, không tí ra mưa đấy. Ôi cái này còn đó đây chú. Cái này á. Cái đá nó đỏ à? Chỗ đây là mình chắc phải đi xếp đá ở đây nhỉ? Xếp đá đây cho nó chắc. Phần đất chúng nó đến chỗ nào nhỉ? Đây đúng không? Từ ở đây thì đi xem là có cái nguồn nước sạch nhá. Rồi xong thì bảo anh và hai anh em mình xem nguồn nước. Xem là nó sai gần để anh mới biết là đi mua ống nhựa về. Ở đây thì lúc mà em Hải, em không đi hấu các bác, thì em cũng một mình là biết lên trên này là lau chùi mọi cái xem đồ đạc. Lúc mà anh Sử không ở, anh Sử về thì anh khi mà cháu được lên thì cháu được cũng nhắc nhở em ấy là cho coi phần nào và làm phần nào, thì em ấy cũng đều là xem cả. Bây giờ Sử ơi, em đi lấy cái chân tách kia về xem nào, xem nó vừa đâu rồi, anh em mình tiếp tục đào tiếp. Cái tách thì hiện tại là Sử lấy lên một cái tách mới của bác. Cái tách mà được bà Vương Kim Thanh mua thì có được với con này để dưới kia. Ở dưới kia thì cũng có nguồn nước chứ. Nguồn nước của bác đến lúc mà máy nước đến mùa hè không có nước thì nhà là không có nước để dự trữ để mà cho gà, cho lợn, cho vịt cả. Còn là cái nguồn nước này thì là nguồn nước mà dùng để uống luôn các bác. Xem là sắp vừa chưa? Mày đào lên trên đây một tí, chân nó phải nằm ở tận đây thì nó mới phải đất cứng của nó. Đây rồi máy nữa mình đổ thêm một lớp xi măng nữa nhé. Thì hôm nay thì cháu Lực với em Sử là hai anh em là đào để cái tách trước, thì mấy hôm nữa cháu Lực với em Sử là sẽ trộn xi măng sau gà đổ vào đây. Nên có khi là một tí hai anh em nếu mà kịp thì sẽ đổ luôn vào đây cũng được. Cái này thì chắc là rơi vào tầm một bát xi thôi. Bây giờ quốc mình quốc lên nó phẳng thẳng thứ luôn. Bây giờ mình cứ làm cho nó phẳng đã rồi thì mấy nữa mình mới để được
mình bán xi nó mới thẳng được, chứ không là cái thấp với cao ấy. Vận động một tí thôi à, người thoát cả mồ hôi các bác. À, trên đầu thì nếu mà không đội mũ vào ấy thì như kiểu là tuyết này. Đấy, cả sứ cũng có rất là nhiều này. Ôi đầu có gì hết rồi sứ. Mưa. Thôi cái đấy không cần trả đâu em ơi, cái đấy kệ đâu. Mày nữa là mình tận dụng lại cái cô này nhá. Mình để xích cái tách nước lại. Đấy. Để anh ấy đặt chỉnh cho anh. Đây em để ra nha. Bây giờ mình phải xoay mắt tặng ở đây không? Cào cào cái đất kia qua bên kia ra một tí nhá, đừng để sau này nó bị nước mà nó bị vướng lại. Ôi con này con gì đấy sử đấy? Có biết con này không? Có ạ. Con này là con gì? À, lúc đấy làm ruộng có nhiều. Con này làm ruộng có nhiều à? Vâng. À. Con này ăn được không sử? Ăn được. Ăn được á? À? Thế nhưng mà con này nếu mà mình ăn thì mình làm cách nào? Ăn sống á? À? Không á? Lấy sau. Lấy sau đây nè. Này có gai này. Tụi mình phải cho nó một thằng mình đổ xi nó mới ra. Tụi mình không có chuẩn bị ra mới thơm ấy. Chỗ nào còn cao, đúng rồi. Khá là mệt rồi, dù nhờ. Vâng. Rồi bây giờ cào cào, bây giờ chúng tôi có sửa tí thôi, sửa ạ. Cào góc một tí, tôi nhiều rồi, anh cào hơi thấp rồi.
Được đấy. Giờ thì chắc anh em mình là đổ luôn xi măng luôn nhỉ. Con này thì chắc giờ tầm mà độ là à cắt đây nào. Anh em mình khay cắt rồi. Xong rồi một tí nữa thì anh em mình lấy tấm ván. Ừ nhá, anh đào góc này nó vuông đấy, tí mình để tấm ván. Bây giờ em đi lấy tấm ván này nhá. Tấm ván này. Tấm ván này lấy ở dưới này. Đúng rồi. Cái kia không để mình để dưới đây thôi. Em đào cho nó phẳng phẳng mà. Mưa này xi từ kia ra không chở được vào đâu nhỉ. Xử lý lấy ván thôi nhá, anh ấy lấy canh. Cẩn thận nha, chân đấy. Có đinh nhiều lắm ấy. Mình để bên này, bên dưới đi. Nha. Chưa. Sứ ơi. Lấy một tấm này là được rồi, bên này thôi, bên kia thì thôi khỏi đi. Lại lấy một tấm thôi. Là sắt ra được. Hai ba thả. Thả góc không kín. Thả lên đi. Nhưng mà trộn thôi. Mười ba nhá.
bỏ thôi. Bục xuống đi. Cái bao tải này giờ mình không lấy nữa mà. Nó bị mục hết rồi. Nào đây. Đẹp xí à, xì. Bùng xí ngài. Nào đây. Làm tăng đuôi. Nha. Ừ nha, sự không phải thổi thế này đâu. Đưa xẻ ra bên này, anh đưa tay bên máy mình trộn như này. Đấy. Bây giờ mình làm cái này hơi lớn nữa, đúng không? Bên kia sẽ khó hơn nhỉ? Bây giờ em đi lấy nước vào sôi đây nhá. Để anh trộn đâu. Để đây xúc đá đây lên một hai xô. Lấy đá lên một hai xô cho nó chắc. Không lấy đâu. Có. Thank you.
có đủ không nhỉ? Ủa? Đến đây mới đủ. Đến đây này. Đây thôi. Đây đủ rồi. Anh vừa đo rồi. Đo rồi, như này đủ rồi. Làm từ trong ô này vào đi vào là đủ rồi. Thả nước vào để cho anh nhé. Dưới nhá, anh mở ra đó. Anh tháo đi. Thêm một xô nữa Sử ơi. Thêm một xô nữa. Tí nữa không đủ thì anh em mình lại trộn thêm một lần nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đi. Không bỏ lỡ những video. Như nào mà dày dày gạt đấy. Dầm ở góc này cho nó chặt này Sử ơi. Dầm ở góc này. Đấy, như này. Chỗ này đổ, bỏ thêm tí nước vào đây. Đấy, anh ấy cục đá to này mình hụt tháo ra đây.
Ở đây thì không có làm nhiều nhưng mà làm ít thì mấy anh em cũng được biết mà. Biết làm đâu các bác. Vì chỗ này thì hiện tại là mấy nữa cho nước xé để tách ở đây các bác nhá. Để áp lực nước nó chảy xuống nó mạnh hơn. Bằng. Bây giờ em đi lấy cái bao tải nhá. Em cắt nó bỏ che cho mình nhá. Để trên nhá. Đấy. Mình che. Đây Sứ ơi, đi xa thế. Cái đấy kệ đi, cái đấy cho thợ đi. Cái tấm bạc trước mặt em kìa, cái tấm bạc kìa. Đấy, cái tấm bạc đấy. Đấy, anh cầm đánh gắt nhé. Mình dầm góc này chặt thì sau này mình tách ra thì nó mới không có nối thành lỗ ấy. Từ nhá. Em xem à, lấy cái thanh kia. Thanh kia bác. Từ phải không? Từ dưới. Cứ rồi này, từ bên kia tí mình cắt kia. Từ nhá, anh kiếm thêm một cây đấy. Bây giờ bên kia tí mình bỏ máy tấm kia. À, bỏ, cứ thả đi. Thả ra. Bây giờ em lấy dao, cắt cắt kia. Đây, đây thì anh em mình che lại cho nó không có bị nước nó rớt xuống mưa. Cái gai cái đâm đau thật đấy Sứ ạ. Đấy, này. Cái phủ ở kia này, đấy. Đấy. Bây giờ là xong rồi, mai đợi nó khô thì mình mới đặt cái kia lên được. Đấy, hiện tại thì ở chỗ này thì cháu Lực vừa làm, cháu Lực vừa ghi hình thì cô bác không đã biết rồi. Chỗ này thì cháu Lực sẽ để cái tách cô bác nhá. Còn bây giờ thì anh em mình đi vào rửa chân rửa tay ra đi.
cái bút xẻ mà mình vừa mới dùng mà nó bị dính xi ấy thì mình cũng phải rửa lại nhá. Đồ anh đéo như thế hết rồi. Không là mai ngày mai nó dính xi ấy. Nguồn nước này thì đến mùa đông thì nó cũng cực kỳ là lạnh, mấy cô bác ạ, khu lạnh buốt, nó kiểu em ấm một tí ấy. Để xong rồi để đây không. Vừa rồi thì hai anh em, phải nói là ba anh em cô bác, bạn Hiệu thì đang cầm máy quay để quay rồi. Ba anh em cũng đã hoàn thiện xong cái phần mà máy nữa, cho Lực sẽ đặt một cái tách lên trên ở đằng sau nhà cho nó cao hơn để mà nó có cái lực nước mà đẩy xuống dưới phần nhà vệ sinh của cô bác này. Bây giờ thì phải nói là rất là mong cô bác anh chị xem xét thông cảm và thông cảm cho Lực cũng như là anh em đội thợ. Anh em đội thợ thì lúc mà trời nắng ráo lên thì phải nói là cái tốc độ mà anh em mà làm rất là nhanh trong quá trình mà cháu Lực ghi hình lên thì cô bác anh chị cũng đã biết rồi. Và cái phần đằng sau cháu Lực này thì bây giờ hiện tại là đang mưa phùn của bác. Có những lúc thì mưa, có lúc thì không mưa, thành ra là không có chát được của bác ạ. Hãy đáng nghe ra là hôm nay nếu mà không nắng thì mấy anh em sẽ lại vận chuyển xi với lại thêm một ít tấm lập nữa nhá. Vâng. Tấm lập để mình lập ở bên này. Đấy. Hôm nọ thì cũng có một số cô bác nói với cháu Lực rằng là tấm lập đâu của bác. Thì hiện tại là tấm lập vẫn còn đang ở chỗ dưới phòng trọ của cháu Lực, chưa có thể là anh em like lên được của bác ạ. Tại vì nếu mà bây giờ mình mua từ cước từ trên xá mà lên trên này, người ta chỉ chở có một tấm lập, 30 tấm lập thôi, người ta lấy rất là cao, thì ra là cháu Lực sẽ quyết định là mấy anh em sẽ dùng xe máy để chở từ dưới kia lên luôn nhá. Đấy. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là anh em cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Đấy, và hôm nay thì anh em mình đã hoàn thiện xong cái phần kia rồi, thì anh cũng bảo sửa này. Đấy, ở trên nhà thì xem là ra bên kia xem có nguồn nước nào không nhá. Vâng. Tại vì ở trên rừng già này là không phải rừng của nhà ai đúng không? Vâng. Là rừng gọi là rừng chung đúng không? Vâng. Đấy, nước ở trên này thì mình có thể lấy về dùng thoải mái đúng không? Chỉ vâng. Cần nó sạch là được. Đấy, em chịu khó đi xem là cái nguồn nào mà nó sạch ấy thì bảo anh, xong là anh cũng sẽ đi cùng em xem. Vâng. Đấy, xem xong là nếu mà nó không nó mà đủ, nó mà ok rồi, nó sạch rồi thì anh em mình lên trên đấy anh em mình xây lại một hai cái viên gạch để anh em mình dẫn nước xuống. Vâng. Hay dẫn nước xuống cái này. Cái nguồn nước này thì nó chỉ chảy đến tầm độ một tháng nữa thôi là nó kiệt rồi đúng không? Vâng. Còn là cái nguồn nước ở dưới này thì mình kéo đi xuống cái nhà cũ để mình tận dụng lại. Chứ bây giờ mà mình mua máy bơm từ dưới này lên trên này thì cũng không có được. Vâng. Đấy, sợ rằng cái máy bơm là lên trên này ai mót mất đấy. Vâng. Ở trên này thì có khi là mấy anh em trong làng này không ai lấy, nhưng mà anh em ở thôn khác vào nó lấy. Vâng. Đi anh em mình không biết. Vâng. Máy bơm thì mình mua là mấy triệu bạc về, mất thì nó cũng rất là sót. Vâng. Còn cái thước phim này thì là anh em cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sau tiếp theo trên kênh Bản Hem. Xin chào các bác anh chị. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.